Làm thế nào để trừ nhẩm một số cho 9? Muốn trừ một số cho 9, ta lấy số đó cộng với 1 rồi trừ đi 10. Chẳng hạn 34 trừ 9, ta lấy 34 cộng 1 rồi trừ 10. 34 cộng 1 bằng 35, trừ 10 bằng 25. 57 trừ 9, ta lấy 57 cộng 1 bằng 58, trừ 10. Ta lấy 57 cộng 1 trừ 10. 57 cộng 1 bằng 58, trừ 10, kết quả bằng 48. 68 trừ 9, ta lấy 68 cộng 1 bằng 69, trừ 10, và kết quả bằng 59. Tương tự như vậy, các em hãy tính nhẩm cho thầy, lấy 76 trừ 9 và comment đáp án của mình xuống phần bình luận video này. Các em thấy video hữu ích, hãy chia sẻ để lưu lại. Toán tư duy, xin chào và hẹn gặp lại.